Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hòa Bình, thêm một nạn nhân trong vụ tai biến chạy thận tử vong. Quảng Trị, trẻ em vùng cao thiếu sân chơi vào kỳ nghỉ hè. Cận cảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Lãng phí trong sử dụng trang thiết bị y tế. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin liên quan đến vụ tai biến chạy thận khiến 7 người tử vong. Thưa quý vị, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên sinh năm 1972, trú tại tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, là một trong số bệnh nhân nặng nhất trong vụ tai biến chạy thận ngày 29 tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau gần một tuần được các y bác sĩ ngày đêm nỗ lực cứu chữa, nhưng đã tử vong vào 2 giờ 40 phút sáng ngày 4 tháng 6. Theo ghi nhận của phóng viên, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn. Sau cấp cứu 30 phút không có kết quả, chẩn đoán tử vong lúc 2 giờ 40 phút sáng ngày 4 tháng 6 tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, là nơi bệnh nhân Nguyên được tích cực điều trị. Trước đó, bệnh nhân Nguyên đã được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán trong tình trạng vô cùng nguy kịch, không thể chuyển bệnh nhân xuống Hà Nội, phải để lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tổ chức cứu chữa. Tiếp theo chương trình là thông tin cảnh báo về sức khỏe. Thưa quý vị, vào mùa mưa, người dân thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ẩm ướt và nước mưa. Đó là điều kiện thuận lợi để một số vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể, đặc biệt là da chân, tay, gây nên những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Những hình ảnh này không còn quá xa lạ với người dân thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa bão. Khi mưa lớn gây ngập lụt, người dân thường phải xuống xe giặt bộ trên đường, khiến da chân tiếp xúc nhiều với nước mưa, nước bẩn lẫn với rác và nước thải từ cống rãnh. Đây là môi trường thuận lợi để vi khuẩn ăn mòn da chân hoặc gây nên những bệnh lý khác như viêm da, nấm da. Do cái mưa ướt, nó ẩm, bệnh mà nếu người ta mang giày, mà vớ bằng len, thì nó sũng nước, nó ướt, nó ngập nước đó, thì lúc đó là tình trạng nấm kẽ ở những bàn chân sẽ rất là bùng phát lên rất là nhiều. Hoặc là những cái bệnh da có sẵn, thì lúc đó tình trạng da nó sẽ chắc chắn là nó sẽ xấu hơn, nó dễ bị nhiễm trùng, dễ bị bội nhiễm. Chưa kể việc mặc áo mưa thường xuyên và đội mũ bảo hiểm ẩm ướt do ngắm mưa chiều ngày cũng gây nên tình trạng nổi mề đay ở da và nấm mốc da đầu. Theo các bác sĩ, để đối phó tốt các bệnh thường gặp ở da vào mùa mưa, người dân cần giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ. Khi mới bị trầy xước, nhiễm trùng cần rửa sạch, bôi thuốc sát trùng, tránh đi chân không trên nền nhà hoặc nền đường. Thưa quý vị, bỏ biên chế giáo viên là vấn đề nóng thu hút được sự quan tâm lớn của không chỉ đội ngũ trong ngành giáo dục mà của cả xã hội. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng bỏ biên chế là xu thế tất yếu, nhưng nếu chỉ nhắm vào giáo viên mà cơ chế quản lý giáo dục không thay đổi thì sẽ không thành công. Vì thế, đổi mới quản lý giáo dục cần đi trước một bước. Theo nhiều chuyên gia, thực tế, việc bỏ biên chế giáo viên là xu thế tất yếu và hầu hết các nước đang thực hiện theo cơ chế này. Tuy nhiên, trong khi các nước thực hiện theo cơ chế đổi mới từ trên xuống, thì Việt Nam lại thực hiện theo quy trình ngược từ dưới lên. Theo nhiều chuyên gia, điểm khác biệt này chính là nguyên nhân dẫn tới sự phản ứng mạnh mẽ trong đội ngũ giáo viên hiện nay. Khi mà muốn tạo ra cái sức bật của phía dưới, đặc biệt là phía giáo viên, động viên được nguồn lực giáo viên thì ta phải cải cách từ trên xuống và bắt nguồn từ chính cơ quan cao nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo. Thực tế, vấn đề biên chế lạm quyền chỉ xảy ra ở khối trường công lập, còn trường tư thục và quốc tế thì không. Để giải quyết lo ngại này thì phải đổi mới cơ chế quản lý trường công theo hướng trường tư đang làm. Thực tế, chủ trương của Bộ Giáo dục không phải là mới, mà đây chỉ là thực hiện theo đúng quy định của luật viên chức năm 2010. Theo luật thì 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Nhưng ai sẽ là người đưa ra kết luận đạt hay không đạt? Và quy định chuẩn mực trong cả hệ thống công chức và viên chức thì lại chưa có tiêu chí cụ thể. Chúng ta lại phải xây dựng cái hệ thống đánh giá này chuẩn. Trên cơ sở ấy mới nói là trường hợp thầy giáo A, thầy giáo B này là 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. Nó mới chuẩn được. Và lúc ấy mới có cơ sở để các hiệu trưởng tương ứng là đơn phương chấm dứt học. Từ ý kiến và nhận định chung quanh vấn đề này cho thấy, biên chế hay không biên chế không quan trọng, mà chính sách vận hành hệ thống giáo dục mới là vấn đề cần đổi mới. Còn nếu chúng ta bỏ biên chế giáo dục, nhưng hệ thống giáo dục vẫn như cũ, vận hành như các quy định hiện tại, thì chẳng khác gì bình mới rượu cũ. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp hè, những trẻ em vùng cao như ở xã Ba Nang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị lại ao ước có được một sân chơi đúng nghĩa. Dù chỉ là những chiếc cầu trượt hay chiếc xích đu, hơn chút nữa là được ngồi trên những chiếc xe chạy bằng điện, được đá bóng trên sân như các bạn ở trên TV. Thế nhưng với các em, điều đó vẫn rất xa vời. Sáng mùa hè, thời tiết khá oi bức. Trên các triền sông ở Đắk Rông,
Những đứa trẻ đen nhẻm này vẫn cần mẫn mò cua bắt ốc để cải thiện bữa ăn trưa cho cả gia đình. Câu được vài ba con cá nhỏ, nhưng lũ trẻ cười sảng khoái vì trưa nay sẽ có một bữa ăn ngon, chứ không phải mớ rau rừng thường nhật. Mùa hè thì con đi bắt cá để thức ăn cho cả nhà ăn. Do thiếu sân chơi, các em thường tìm đến những trò chơi nguy hiểm như leo cây, tắm sông, suối. Mong lắm có được một sân chơi đúng nghĩa cho trẻ em vùng xa, giảm bớt những thiệt thòi. Tuy nhiên, trong điều kiện huyện còn khó khăn như Đắk Rông, thì đây vẫn còn là vấn đề hết sức nan giải. Hiện nay trên địa bàn xã thì vấn đề sân chơi là rất là khó khăn. Thì chỉ có hai thôn Tà Rạc với Bản An là tận dụng cái sân chơi của trường tiểu học. Thiếu sân chơi cho trẻ em vùng cao trong ngày hè là câu chuyện không mới. Vậy nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, nên vấn đề này cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc mỗi khi hè về. Và mơ ước có được những sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa của địa phương giờ đã trở thành mơ ước chung của bà con nơi đây. Chuyển sang một số thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để giải quyết tình trạng xâm thực khu vực phường Hòa Hiệp Bắc thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang đầu tư xây dựng tuyến kè chắn sóng. Tuy nhiên, do tác động của quá trình thi công công trình, hàng trăm hộ dân tại khu vực này đang phải sống trong nỗi lo nứt nhà, sập nhà, phản ánh của phóng viên. Gần 2 tháng nay, ông Phan Em, trú tại tổ 44 phường Hòa Hiệp Bắc, mất ăn, mất ngủ khi chứng kiến những vết nứt trên tường nhà ngày càng nhiều. Theo ông, thì nguyên nhân của những vết nứt trên căn nhà mới xây dựng 3 năm nay là do bị ảnh hưởng của quá trình thi công công trình kè biển cách đó hơn 60 mét. Thì nói chung là sau này mà nếu người dân chúng tôi mà làm được cái nhà này 10 năm sau mới sửa chữa cho mới 3 năm nứt nẻ thì tàu cho người dân chúng tôi. Người dân là rất là lo lắng, tại vì hiện nay thì mưa bão chưa đến, nhưng mà phải nói lâu dài thì phải nói là người dân là rất là băn khoăn do công trình này làm sang rồi sự hỗ trợ của nhà nước như thế nào, có tạo điều kiện thuận lợi cho họ khắc phục được nguyên trạng hay không. Được biết, công trình kè chắn sóng tại phường Hòa Hiệp Bắc có mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng nhằm chống sạt lở và góp phần tạo cuộc sống ổn định cho người dân. Theo thống kê của chính quyền địa phương, thì do chấn động từ quá trình thi công công trình kè chắn sóng, đã có khoảng 200 trong tổng số 300 căn nhà tại khu vực xuất hiện các vết nứt trên tường, trên trần nhà với mức độ khác nhau. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử canh tác tại tỉnh Lâm Đồng, trên cây rau xà lách và hoa cúc tại Đà Lạt đã xảy ra hiện tượng cây bị héo rồi chết trên diện rộng. Được biết đây là bệnh đốm héo do virus TSWV gây ra. Cùng với các giải pháp phòng trừ bệnh trên đồng ruộng, thì ngành chức năng Lâm Đồng cũng khuyến cáo nông dân chú trọng phòng bệnh với cây con ngay trong vườn ươm. Tại vườn ươm cây giống rau xà lách ron của gia đình ông Nguyễn Văn Tường, phường 8, thành phố Đà Lạt, các bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Lâm Đồng khảo sát thực tế và hướng dẫn chủ hộ cách khử trùng cho các vỉ xốp trồng cây xà lách con. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng triển khai công tác theo dõi, giám sát bọ phấn trắng, vật trung gian gây nên bệnh virus đốm héo trên vườn ươm này. Ủa làm sao mà những cái giá thể là nó từ một năm trở lên, ủa men chiro đẹp ma, vivenano, rồi nó phân giải lân rồi trong đó luôn, cái đó nó quan trọng. Cùng với vườn ươm rau xà lách, ngành chức năng cũng đi khảo sát các vườn ươm hoa cúc. Ban đầu chưa ghi nhận tình trạng bệnh đốm vàng cho virus TCWV và nông dân cũng cẩn thận hơn trong quá trình sản xuất giống của mình. Mình bơm thuốc trừ sâu, mình làm xong mình vệ sinh sạch sẽ hết, mình bơm thuốc nấm, mình rửa sạch vỉ. Hiện nay, bệnh đốm héo cho virus TSWV đã lây lan sang các loại cây trồng khác như sú, cà chua. Hiện tượng chung là cây héo vàng và không thể sinh trưởng, trái cà chua bị đốm vàng rồi mềm nhũn và thối. Trước tình hình dịch bệnh đang lây lan, ngành nông nghiệp Lâm Đồng khuyến cáo nông dân áp dụng các giải pháp như các vườn ươm chưa phát hiện bệnh cần thường xuyên theo dõi, nhổ bỏ cây giống bệnh, kiểm soát kỹ nguồn hạt giống, cây giống xuất vườn phải đảm bảo tiêu chuẩn. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo với thói quen nông dân tự để giống cho các vụ sản xuất, không kiểm soát kỹ dịch bệnh từ khi còn là cây con, thì khả năng có thể mắc bệnh đốm héo cho virus cũng rất cao. Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin về du lịch. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Festival Biển năm 2017, ngày 4 tháng 6, tại bãi biển Nha Trang, đoạn trước khách sạn Havana, đã diễn ra cuộc thi bơi biển và cứu hộ trên biển. Đây là lần đầu tiên cuộc thi diễn ra nhưng đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham gia. Cuộc thi thu hút sự tham gia của trên 50 vận động viên từ 10 đơn vị trực tiếp thực hiện công tác cứu hộ trong thành phố và các tỉnh thành khác. Các đội cứu hộ sẽ trải qua các phần thi bơi tiếp sức, bơi ván tiếp sức, cứu hộ bằng chip phao, cứu hộ bằng ván nước và thi ba môn phối hợp. Đây là sân chơi lành mạnh tôn vinh giá trị nghề cứu nạn cứu hộ và là dịp thuận lợi để các vận động viên có điều kiện cọ sát, so tài và giao lưu học hỏi. Hoạt động này cũng nhằm quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh thành phố biển Nha Trang
an toàn, văn minh và thân thiện. Trước đó vào ngày 3 tháng 6, cuộc thi bơi thúng, lắc thúng cũng được tổ chức trên biển Nha Trang nhằm giới thiệu nét đặc trưng trong đời sống công việc của ngư dân Nha Trang, Khánh Hòa. Hơn 100 ngư dân đã tham gia tranh tài dịp này. Cuộc thi nhằm thể hiện được trí thông minh của người dân biển, sự dẻo dai và đôi bàn tay khéo léo của người lắc thuyền thúng, thể hiện được ý chí quyết tâm và sức chịu đựng phi thường của ngư dân trước sóng to gió lớn. Mở đầu phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông là thông tin liên quan đến vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay do đối tượng Trần Ngọc Hiếu cầm đầu. Thưa quý vị, tại tỉnh Đồng Nai, đường dây này cũng có một cứ điểm sản xuất ma túy được ngụy trang rất tinh vi. Một điều có lẽ ít người nghĩ tới là xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay lại nằm ở một căn nhà cấp 4 sập xệ ở xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngôi nhà cấp 4 sập xệ khoảng 60m², nằm cuối cùng con đường hẻm mòn, cách đường chính khoảng 400m, giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Ghi nhận vào sáng ngày 3 tháng 6, bên trong ngôi nhà vẫn còn khá ngổn ngang với nhiều máy móc, motor, nhiều bình thủy tinh, lọ được cho dùng để sản xuất ma túy. Bên ngoài, khu phía đằng sau nhà chứa nhiều thùng nhựa. Theo người dân gần khu vực, Nguyễn Đức Kỳ Nam mua hơn 1 hectare vườn ở xã Trà Cổ sinh sống từ 10 năm nay. Thế nhưng, gần 2 năm nay thì Nam không còn ở nhà nữa mà lên Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, thỉnh thoảng mới về nhà, nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi đi. Đến khi công an phát hiện ngôi nhà là nơi sản xuất ma túy, nhiều người dân địa phương tỏ ra rất bất ngờ. Theo điều tra, sau khi nghi một số địa điểm sản xuất ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa bị theo dõi, ngày 6 tháng 2, Trần Ngọc Hiếu chỉ đạo cho anh họ của mình là Nguyễn Đức Kỳ Nam mang máy móc về căn nhà ở ấp 5 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú để sản xuất ma túy. Trước đó, sau một năm lập án, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tỉnh đồng loạt khám xét tại 13 điểm, bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội và bắt giữ 15 người. Đến nay, ban chuyên án đã thu giữ hơn 12.000 viên thuốc lắc, 220 kg ma túy tổng hợp, gần 2,5 tấn tiền chất và hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp, cùng nhiều phương tiện dụng cụ khác có liên quan dùng để sản xuất ma túy, trị giá hơn 200 tỷ đồng. Đây được xem là đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá. Ngày 3 tháng 6, đồn biên phòng Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh cho biết đơn vị đã bàn giao Hoàng Phát Minh, sinh năm 1991, cụ tỉnh Cao Bằng, cùng tang vật là 9 bánh heroin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 31 tháng 5, tại khu vực biên giới M1370-1-500 thuộc thành phố Móng Cái, cơ quan chức năng đã phát hiện Hoàng Phát Minh đi từ hướng nội địa xuống bờ sông biên giới sang Trung Quốc, trong túi sách mang theo chứa 9 bánh heroin. Minh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy cho một đối tượng từ Mai Châu, Hòa Bình sang Trung Quốc để lấy tiền công. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp cùng với các cơ quan chức năng đã tiến hành đo vẽ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm hai chị em ruột tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, sau khi phụ mẹ bán hàng ở chợ, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, hai chị em ruột là Phạm Lê Tố Trinh, 17 tuổi và Phạm Quỳnh Như, 14 tuổi, cùng ngụ xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, chở nhau bằng xe đạp điện về nhà. Một người dân cho biết, khi chị em Trinh còn cách nhà khoảng 200m, đoạn thuộc thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, thì bị xe tải biển số 60C00485 đi cùng chiều phía sau tông thẳng vào. Xe tải cuốn theo xe đạp điện, sau đó tông vào một gốc xoài của nhà dân gần đó và chạy thêm 100m mới dừng lại. Tai nạn khiến chị em Trinh chết tại chỗ. Được biết, Trinh vừa học xong lớp 11, còn Như hè này xong sẽ vào lớp 8. Cũng trong ngày 3 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam đối tượng Trương Thanh Nhân, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trường Thành Hải, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang. Theo báo cáo của Cơ quan Điều tra, khoảng gần 21 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2017, Trương Thanh Nhân và Trương Thành Hải cùng một số người bạn nhậu tại khu dân cư Diệt Sinh thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Đến khoảng gần 22 giờ, giữa Nhân và Hải xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hải dùng tay đánh nhiều nhát vào mặt Nhân. Bực tức, Nhân dùng dao bấm để sẵn trong người đâm vào hông của Hải. Nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Nhân bỏ trốn về phòng trọ. Đối tượng Trương Thanh Nhân bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Thưa quý vị, Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã làm rõ 11 vụ trộm xe máy do Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1994, cùng trú tại thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc gây ra. Trước đó, lực lượng Công an huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đi tuần tra phát hiện bắt quả tang Huy và Dương đang trộm xe ô tô bị kiểm soát 88B1-14641 ở sân nhà ông Phạm Tiến Lộc, trú xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.
đấu tranh mở rộng, Huy và Dương khai nhận ngoài vụ trộm cắp bị công an phát hiện, hai đối tượng còn thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số xe máy trộm cắp được chúng đem bán với giá từ 2 đến 3 triệu đồng, lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân. Được biết, Dương đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Phần cuối chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thiết bị chưa hết thời gian hao mòn nhưng đã bị hỏng, không sử dụng được. Trang thiết bị y tế kém hiệu quả do xác định nhu cầu mua sắm chưa phù hợp. Đây là thực tế đang diễn ra tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Vậy tại sao lại xảy ra thực trạng này? Nhóm phóng viên chương trình đã có những ghi nhận thực tế tại tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng. Đây là những chiếc máy đang được cất trong kho tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điều đặc biệt là toàn bộ thiết bị này đều có công năng sử dụng tại bệnh viện không quá 5 năm. Chỉ có duy nhất chiếc máy theo dõi chi khoa sau khi được kiểm toán vào năm 2016. Chiếc máy này đã được sửa chữa để hoạt động trở lại. Tôi đã giải trình cái máy nào mà sửa chữa được thì đã giải trình ngay là đã sửa chữa đem về hoạt động. Còn cái máy nào mà nó không thể sửa chữa được vì hỏng quá nặng, vì quá niên hạn, vì phụ tùng thay thế quá đắt so với lại cái giá trị của máy, hơn một nửa cái máy thì không nên thay thế nữa. Còn tại Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng, hai thiết bị là lò nung và tủ hút an toàn hóa học được dự án ADB cung cấp vào năm 2011 thì hiện nay đã không hoạt động, thậm chí được trưng dụng vào việc khác. Cái trách nhiệm của cơ sở y tế mua sắm, những người nào mua sắm. Thứ hai là những cái cơ quan tài trợ hay cung cấp viện trợ hay là cung cấp ngân sách để đi mua cái này. Để làm thế nào cho nó sử dụng có hiệu quả chứ không anh em ở cơ sở họ rất là lãng phí. Theo kiểm toán nhà nước, từ kết quả kiểm toán 11 tỉnh, thành phố cho thấy hiện có 1.225 trang thiết bị hỏng và hiệu quả sử dụng thấp với nguyên giá gần 372 tỷ đồng. 649 trang thiết bị hỏng không khắc phục được, 120 trang thiết bị hỏng chưa được sửa chữa và 456 trang thiết bị chưa hoặc ít sử dụng với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 36 năm được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Từ ngày 2 tháng 6, rút ngắn thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân. Lâm Đồng giống bơ khủng giúp nông dân thu lãi tiền tỷ. Điện Biên triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 bánh heroin. Nguy cơ suy dinh dưỡng cao nếu sử dụng sữa từ hạt cho trẻ nhỏ.